Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được ngưỡng vọng về Đức Thế Tôn và cầu nguyện chư lịch đại tiền bối tổ sư quang giáng về nơi đạo tràng chùa Pháp Quyền nơi đây, gia hộ cho chúng con có buổi trao đổi cùng với các Phật tử để sách tấn với nhau ở trên con đường tu tập đi theo đúng chân lý của Đức Phật và lời của Đức Phật dạy, không sai thánh pháp và cũng không lầm nhân quả. Và chúng con cũng xin được niệm ân công đức của Thượng Tọa Trụ Trì Đạo Hiệu Thượng Quảng Hà Tiến và Quý Tôn Đức Tăng Đoàn nơi Đạo Tràng Chùa Pháp Quyền nơi đây đã cho phép chúng con trở về đây để trao đổi Phật Pháp cùng với các Phật tử. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý Ngài được Pháp Thể Khương An Tuệ Nhãn Dung Thông Phật Đạo Viên Thành. Và Đức Lộc xin gửi lời chúc an lành và tốt đẹp nhất đến toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện nơi đạo tràng chùa Pháp Quyền. A Di Đà Phật. Sáng hôm nay các Phật tử mình có khỏe không? Thật sự khỏe là mừng lắm rồi đó quý vị. Ngày hôm qua Đức Lộc còn ở Sóc Trăng á, khi mà về tới trường xong rồi thì buổi chiều hôm đó đi làm về dầm mưa, cho nên cuối cùng bị cảm. Sáng hôm nay ngồi chạy xe lên đây mặn mắt nó muốn nhắm không. Nhưng mà lên đây nhờ cái lực của đại chúng mình tu tập, cho nên lên tới đây giờ nó tỉnh lại rồi. Cho nên cảm ơn Phật tử mình nhiều nha. Bởi vì nhiều khi cái sức khỏe mình nó không có, cái nó làm cho mình mệt mỏi. Rồi những cái công việc mình muốn làm gì đó nó trình trệ, rồi mình làm biếng. Tại vì á, cái cơ thể của mình mà nó khỏe thì lúc bây giờ cái tâm của mình mới có được cái năng lượng an lành. Còn nếu như á, mà cái thân mình mà nó không khỏe rồi thì cái tâm mình muốn tỏa sáng cũng rất khó. Có phải vậy không mà? Cho nên á, tại sao mà Đức Lộc hỏi các cụ mình khỏe được là Đức Lộc cảm thấy rất là mừng. Tại vì từng tuổi này mà có được sức khỏe đó là quý giá lắm quý vị. Thật sự cho một đống vàng để đó đi chăng nữa mà bệnh nan y rồi, đống vàng đó cũng không có xài gì được. Cho một đống kim cương hộp xoàn gì đó, nhà cao cửa rộng gì đó mênh mông để đó, nhưng mà khi mà chúng ta có một cái căn bệnh gì mà bác sĩ gọi là bệnh ung thư gì đó, thưa các Phật tử, lúc đó mình chỉ ngồi nhìn đó thôi chứ làm sao xài được nữa. Mà cái quý giá nhất ở trên cái con đường tu tập, cái quý giá nhất của đời người đó chính là cái công đức, đó chính là cái phước báo. Để làm sao mình có được một cái nội tâm mà trong cái võ học á, người ta gọi là cái người này phải có nội công thâm hậu. Còn mà nội công mà không thâm hậu, bước ra ngoài chiến trường là thua hết toàn bộ. Thì cái người tu của mình cũng vậy. Quan trọng là làm sao để mình thấy được cái sức mạnh mà nó cực kỳ diệu kỳ và nó quyền diệu. Bởi vì chính cái sức mạnh nội tâm đó nó mới có thể chuyển hóa, mới có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta trên cuộc sống này, trên cõi nhân gian này. Thì Đức Lộc xin kể các Phật tử mình nghe câu chuyện như thế này. Có một cái lần trong một cái nhà nghiên cứu, thì trong cái nhà nghiên cứu đó có bắt một cái anh này gọi là cái anh tử tù. Mà anh tử tù thì trước sau cũng phải đem ra. Ra làm sao? Trường. Mà cái nghiên cứu này lấy cái anh tử tù này bắt đưa vào ở cái nơi mà chuẩn bị xử lý anh ta. Mà cái trong cái tử tù ở đây không phải dùng súng để bắn, mà không phải dùng dao để chặt đầu, mà dùng bằng cái cách gọi là cắt những cái mạch máu ở trên thân thể của anh ta, bắt đầu máu nó chảy ra rồi nó cạn kiệt, cuối cùng anh ta bị chết. Nhưng mà khi đưa anh ta vào ở trong cái chỗ mà chuẩn bị hành hình đó quý vị, thì anh ta được bịt mắt lại. Lúc này không cho anh ta thấy nữa mà bịt mắt anh ta lại. Khi bịt mắt anh ta lại thì lúc bấy giờ những cái người mà có cái trách nhiệm á, những cái người có trách nhiệm mới dùng cái con dao cắt nhẹ lên trên cái mạch máu ở trên cái tay của anh thôi. Coi như là cắt rất nhẹ trên cái mạch máu trên tay của anh. Nhưng mà lúc bấy giờ máu ở trên cái mạch máu trên tay này nó có chảy ra không quý vị?
nó chảy ra nhưng mà nó rất là ít, tại vì cắt nhẹ mà nó không có sâu. Nhưng mà lúc bấy giờ người ta dùng cái cách gọi là hiệu ứng á, ta chế ra một cái loại nước nó ấm ấm, rồi nó rỉ ra cũng giống như là cái dòng máu mà ở trong tay anh ta đang tuôn chảy ra, dần chảy ra, coi như là người ta lấy cái nước đó người ta chế vào cái vết thương đó quý vị, ta chế vào vết thương đó, mà chế vào vết thương đó một tí xíu máu trong người thì ra chưa hết, nhưng cuối cùng anh ta bị chết. Mà cái bị chết này là nguyên nhân từ đâu? Có phải là do anh ta bị cạn kiệt máu hay không? Mà anh ta chết là bởi vì cái lập trình ở trong bộ não anh ta là cái người tử tù. Khi cắt những mạch máu này thì lúc bấy giờ cái sức mạnh nội tâm ở bên trong nó sẽ tiết ra những cái độc tố, những cái chất mà để coi như là ngăn chặn tất cả những cái mạch máu ở trong cơ thể của anh ta, cho nên cuối cùng anh ta chết. Bởi vì khi mà cái tư tưởng, khi mà cái suy nghĩ của mình mà nó có vấn đề gì đó thì chính cái suy nghĩ, cái tư tưởng đó nó hệ lụy cho cái thân thể, cho cuộc đời của chúng ta. Bởi vậy các Phật tử mình đi chùa, mình tu tập, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền là mục đích để làm gì? Mục đích để chúng ta gom tất cả những cái tâm của mình, nó đang coi như là đi du lịch nè, coi như là nó đi chơi rong ruổi ở nơi này, rong ruổi ở nơi khác, để chúng ta trở về gọi là cái định tâm. Chính cái định tâm này mới có thể quyết định được trên bước đường tu mình có được giải thoát hay không, có được an lạc hay không, hay là có được vãng sanh về cảnh giới mà trong tịnh độ gọi là cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà hay không, là từ nơi cái định tâm này. Chứ không phải là những cái mà chúng ta chỉ niệm Phật râm ran ngồi rồi đi tới đi lui, những cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta an lạc. Mà cái quan trọng nhất là giới, từ giới mắt phát sinh ra định, từ định mới phát sinh ra tuệ. Chính vì vậy mà sáng hôm nay các Phật tử chúng ta được quý thầy ở đạo tràng truyền giới Bát Quan Trai, mà giới Bát Quan Trai này chính là một cái tiền đề, một cái nền tảng cực kỳ quan trọng ở trên bước đường tu của chúng ta. Nếu mà không có giới pháp này thì thưa các Phật tử, không bao giờ chúng ta đi đến được con đường giác ngộ và giải thoát. Nên á, có nhiều người cứ suy nghĩ là các Phật tử mình có hay gặp cái trường hợp này nè. Có một cái lần cái cô này có bệnh, xong gọi vào trong chùa, cái đầu có nói thầy ơi, sao mà con cứ đau bụng hoài mà nó không hết, không biết con có bị ung thư gì hay không. Thì thầy nói nhiều khi ăn không tiêu hoặc là sinh hoạt cái điều gì đó, cho nên ở trong ruột của mình nó có vấn đề gì đó, chứ có gì đâu mà phải suy nghĩ là cái vấn đề là mình đau bụng là bị bệnh ung thư. Thì lúc này á, ông thầy mới nói thôi được rồi, con lên chánh điện đi, đốt ba cây nhang, đến trước bàn Phật, trước bàn Tam Bảo, con khấn nguyện Tam Bảo, rồi sau đó thầy lên rồi thầy chú nguyện để cho con uống cái ly nước này, để về nhờ cái ly nước này mà tật bệnh được tiêu trừ, nghiệp chướng được tiêu tan. Thì cô ta nghe, họ tin không quý vị? Nếu mà thầy kêu các Phật tử mình tin không? Thì cô này cổ tin ông thầy một cách tuyệt đối. Khi tin ông thầy một cách tuyệt đối, lúc này cô ta đi lên chánh điện, đốt ba cây nhang thành tâm lắm, rất là thành tâm, cung kính đối với Đức Phật. Bởi vì á, ba ngôi Tam Bảo không có một cái viên ngọc kim cương nào có thể quý giá hơn ba ngôi Tam Bảo cả. Cho nên cô ta thành tâm và cung kính lắm, lên đốt nhang khấn nguyện xong, cái vị thầy này lên đọc một cái bài chú vào ở trong cái ly nước trắng á, đọc cái bài chú vào cái ly nước trắng xong rồi cái đầu thầy vẽ cái chữ án vào ở trong cái ly nước trắng đó, rồi thầy mới nói thôi bây giờ cô lấy cái ly nước này cô uống đi, thì á, cái bệnh ở trong cơ thể nó được thiên giảm mà cái nghiệp chướng nó dần dần nó tiêu trừ. Thì cô ta bưng cái ly nước uống một cách rất là cẩn trọng, uống một cách rất là thành kính. Nhưng khi uống ly nước nó xong rồi, tự nhiên cái cảm giác ở trong cái cơ thể cô ta nói, thầy ơi, con thấy cái ly nước này nó có linh nghiệm thầy ơi. Tự nhiên con uống vô giờ con thấy cái bụng con nó bớt bớt đau rồi thầy.
Cái đó, thưa các Phật tử, nếu nói về trường phái tâm linh thì chư Phật Long Thiên Hộ Pháp vẫn gia hộ cho mình, thầy không có phản bác điều đó. Còn nếu nói theo cái trường phái mà y học, bởi vì khi chúng ta có niềm tin, chính cái niềm tin này nó sẽ phát sinh ra được một cái nội lực ở bên trong, trong tâm của mình. Khi các Phật tử mình làm một cái điều gì đó, mình có niềm tin thì cái việc làm này nó sẽ đưa đến sự thành công. Còn nếu mình làm mà không có niềm tin thì thưa các Phật tử, không có ông thầy, không có Phật trời nào mà có thể xuống giúp mình, cứu mình được hết. Các Phật tử có đồng tình với Đức Lộc điều này không ạ? Nên ở trên bước đường tu của chúng ta là mục đích phải xác quyết được một cái niềm tin. Chính cái niềm tin này nó thay đổi cái cuộc đời của mình. Cho nên hôm nay Đức Lộc trao đổi với các Phật tử chúng ta với cái chủ đề là điều kỳ diệu sức mạnh của nội tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Có một cái anh thanh niên ở nhà làm ăn thất bại, mà khi làm ăn thất bại bắt đầu anh ta chơi với bạn bè đó quý vị. Rồi bạn bè nói tôi không biết là cái số phận của ông sao á, làm ăn chứ ba chìm bảy nổi, chín lên đên hoài, ai người ta làm ăn cũng thành công, ai làm ăn cũng phát triển hết, mà trong khi đó tôi thấy anh làm ăn gì đâu mà đầu tư chỗ nào là sụp đổ chỗ đó, đầu tư chỗ nào là phá sản chỗ đó. Thôi anh nghe lời tôi, ông đến ông thầy pháp anh coi thử coi vận mệnh anh coi như thế nào. Nếu như các Phật tử chúng ta ngồi đây mình có tin không? Thì á, anh ta nghe bạn bè đến cái vị thầy pháp, rồi nhờ cái vị thầy pháp này: thầy ơi, con không biết làm sao mà cuộc đời con nó cứ lên đên hoài à, làm ăn thì thất bại, vợ con á, gia đình thì không có đầm ấm, con cái thì nói nó không nghe, con không biết, con mắc không biết có ai dựa ai nhập hay là ai phá hay không, ma quỷ gì phá hay không, thầy xem giùm con quẻ rồi thầy giải giùm cho con. Thì cái ông thầy bói này ông mới nói: tôi nhìn cái sắc mặt anh tôi nghi ngờ lắm nha, hình như là ở trong quá khứ anh có phạm một cái sai lầm gì đó ở trong gia đình, cho nên những cái quan hồn yểu tử này nè nó theo anh, nó phá và nó không cho anh làm ăn bất kỳ cái gì hết. Nên nên anh thấy cái việc làm của anh lúc nào nó cũng thất bại, gia đình lúc nào cũng xào xáo đủ thứ việc hết. Rồi anh ta nói: thật sự thầy nói đúng lắm á, cái công việc của con lúc nào cũng bị thất bại hết thầy, cho nên hôm nay con đến đây con nhờ thầy cúng thầy giải giúp giùm cho con. Cái ông thầy bói này ông mới nói, ông thầy pháp này ông nói: cái số của anh á, bây giờ anh là 45 tuổi, cái số anh chỉ còn sống được có 10 năm nữa thôi. Sống được 10 năm nữa thôi, coi như là đến 55 tuổi là anh chết. Thì thưa quý vị, nghe tới đó anh ta buồn, anh ta về nhà. Nhưng mà thật sự, bẵng đi một thời gian 10 năm sau, kèn đám ma thổi nơi nhà anh ta. Cuối cùng anh ta chết thật, đúng 55 tuổi. Mà nếu như mà nói về thần thánh, nói về ma quỷ thì cái điều đó Đức Lộc chưa bàn tới. Nhưng mà đây đang nói đến cái sức mạnh của cái nội tâm của chúng ta. Bởi vì anh ta đã bị cái ông thầy pháp này lập trình ở trong tư tưởng là năm anh ta 55 tuổi là anh ta phải chết. Anh ta cứ để cái tư tưởng đó, nuôi cái tư tưởng đó ở trong cái bộ não của mình, trong cái tâm trí của mình. Chính vì cái vấn đề đó mà đến cái năm đó anh ta bị chết. Các Phật tử mình có bao giờ thấy những cái trường hợp đi vào ở trong bệnh viện mà hai cái kết quả bị đưa lộn? Cái kết quả bên đây cái người này không bị bệnh ung thư mà cái người kia bị bệnh ung thư, lấy cái kết quả hai coi như là hai bên đưa lộn nhau, mà cái người bị bệnh ung thư lại sống, còn cái người bị không bị bệnh ung thư lại chết. Các Phật tử mà thấy trường hợp này chưa? Đó là do đâu? Do cái tâm của mình, do cái nội tâm của mình mà mình nó chiêu cảm đến,
chiêu cảm đến cái cuộc sống của mình. Các Phật tử mình nghĩ đi, nhiều lúc mình buồn, nói cái câu đơn giản, nhiều khi mình bệnh á, rồi tự nhiên ai lại hỏi thăm mình hoài, có khó chịu không? Rồi mình làm điều này làm điều kia, mình có bực bội không quý vị? Rất là khó chịu, rất là bực bội, bởi vì chính do cái tâm này mà nó điều khiển cái cuộc sống con người của chúng ta. Nên á, trên cái con đường tu là mình phải biết tu là để thay đổi cái tâm phàm phu của mình để trở thành những cái tâm thánh, tâm thánh nhân. Mà khi chúng ta có được cái tâm thánh nhân, mà tâm thánh nhân này phải một quá trình, phải trải qua một quá trình chúng ta rèn luyện tu tập, chứ không ai có thể tự nhiên mà trở thành thánh nhân hết. Nên quý vị biết, khi mà bệnh tật thường diễn ra với con người thì làm cho con người chúng ta muộn phiền. Rồi ở đây các Phật tử mình có bao giờ mình ngủ mà mình nằm mơ thấy người thân về báo mộng không? Có không? Thì Lộc kể cho quý vị nghe. Có cái cô này, thì tự nhiên cô nằm cô ngủ, cô thấy ông già ổng về, ổng kêu. Nhưng mà khi mà ông già ổng kêu, cô ta vẫn biết là ông già mình lúc này là chết rồi. Mà ông ta về tới cái cửa thôi, xong rồi ông ta không có vô được. Thì cô này mới ra hỏi chứ, ba ơi, sao ba về nhà mà ba không vô nhà? Thì ông già mới nói, ba đâu có vô nhà được con, ba chết rồi, ba đâu có vô nhà được nữa. Thôi con lên đây cha chở con đi một vòng. Thì cái vía của cô ta lúc đang ngủ mà, lên trên xe, ông già chở đi một vòng. Chở đi một vòng xong rồi quay trở lại trả cô về nhà. Ông già mới nói, nè, lo mà đi lấy giấy tờ đi, ngày mai á đem lên trên công an để cho người ta xác nhận, bằng không đi lấy giấy tờ trễ á, là bị người ta phạt đó. Tự nhiên nói câu đó xong, cái cô ta giật mình thức dậy. Khi cô ta giật mình thức dậy thì lúc này quý vị biết á, thức dậy xong tự nhiên cái tiềm thức ở bên trong tâm cô ta, nó có một cái từ trường, cái đường link dẫn đi cô ta đến một cái học bàn. Khi đến cái học bàn, kéo cái học bàn ra thì ở trong đó có một sấp giấy tờ mà ngày xưa cái ông già giao cái sấp giấy tờ đó cho cô ta, mà đúng cái ngày hôm nay là cái ngày mà hẹn đến công an để mà xác nhận. Đúng công an để đến để mà xác nhận. Khi cô ta lấy cái giấy tờ này ra thì cô ta mới nói với ông chồng á, nói anh ơi, đêm hôm em ngủ em thấy ba về báo mộng cho em, là kêu em phải đi lấy giấy tờ đó xong rồi đem ra công an để xác nhận, chứ để trễ người ta phạt. Thì cô ta làm y như lời đó. Nhưng mà câu chuyện này Đức Lộc xin được ngưng ở đây. Có hai điều để lý giải vấn đề này. Cái người Phật tử tu tập chúng ta phải cẩn thận ở cái điểm này. Cái thứ nhất, nếu theo trường phái tâm linh thì người thân mình về báo mộng. Rồi có những cái trường hợp khi mà cái người mà bị bệnh tật, mà trước phút mà chuẩn bị mà tắt hơi thở ra đi đó, là người ta thường hay thấy những người thân về nói chuyện, những người thân về kêu, hoặc là những người thân về chỉ độ này kia. Các Phật tử mình nghe này không? Đó. Nhưng mà cái theo trường phái tâm linh thì nói là người thân về báo mộng. Nhưng theo y học, chúng ta phải phân tích hai cái rõ ràng. Bởi vì á, Phật giáo luôn lấy trí tuệ để làm đầu, chứ không phải lấy mê tín để dẫn đường. Mà quan trọng nhất ở trên con đường tu tập, chúng ta lấy cái trí tuệ để làm gì? Để làm ngọn đèn để mà soi sáng. Trong thời đại ngày hôm nay không phải như ngày xưa, người ta nói gì mình tin đó là mình làm sai hết. Người ta nói mình phải có cái sự đủ kiến thức để chắc lọc lại. Thì quý vị biết, theo cái y học thì ngày xưa đó, trước khi ông già mất, nghe kỹ nha, trước khi ông già mất thì lúc này ông già mới đưa cái sấp giấy tờ cho cô ta. Thì cái cô con gái này lúc này á, cô ta đọc ở trong cái sấp hồ sơ này rất là kỹ,
đọc kỹ là từng chữ từng lời của ông già trong cái sắp hồ sơ này, dặn cái ngày đó, tháng đó, năm đó phải đi đến công an để mà xác nhận như vậy. Thì khi bấy giờ cái tiềm thức con người ta, gọi là trong nhà Phật gọi là cái A Lại Gia thức, nó lưu trữ ở trong tâm, trong cái nội tâm của mình, trong bộ não của mình, thì nó sẽ quay lại đúng cái ngày, đúng cái giờ đó, nó sẽ nhắc lại cho mình. Các Phật tử mình theo kịp này không ạ? Mình nói cái đơn giản như thế này. Thường các Phật tử mình sáng ngày thức dậy á, đây là cái kinh nghiệm của Đức Lộc nè. Nhiều khi sáng ngày 6 giờ Đức Lộc đi giảng, thì Đức Lộc nói cái tối hôm đó Đức Lộc nói mày sáng mình phải 5 giờ mình thức dậy sớm. 5 giờ mình thức dậy sớm để mình sửa soạn, mình chuẩn bị để không bị lúng túng, không bị quên trước quên sau. Cho nên thưa quý vị, Đức Lộc ngủ cài cái đồng hồ, cài cái điện thoại đúng 5 giờ dậy, nhưng mà mới có 4 giờ 40 mấy phút là tự động automatic mình giật mình thức dậy. Có nghĩa là cái nội tâm bên trong, cái bộ não bên trong nó được lập trình sẵn, nó đã có ở bên trong mình rồi, cho nên ngay lúc đó nó sẽ quay trở lại. Còn nếu những người không tu học Phật cứ nghĩ rằng đó là ông bà cha mẹ mình, những người thân chúng ta quá vãng chết mấy mươi năm rồi về đây báo mộng cho mình, thưa các Phật tử, cái này mình phải nghiên cứu lại. Bởi vì sao? Lấy cái gì để chứng minh? Phật giáo nói có sách mắt có chứng, chứ không phải nói để mà chúng ta nghe cho vui, nói để mà hù dọa, nói để mà làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta hoang mang. Cho nên khi mà chúng ta tu tập là quan trọng nhất mình có được cái nội tâm bên trong là cái tuệ giác nó sáng suốt, thì lúc bây giờ những cái thông tin mà người ta truyền lại cho mình thì lúc này các Phật tử chúng ta có thể nhận ra được những cái thông tin đó để mà mình đi theo hay là mình dừng lại. Kể các Phật tử mình nghe cái câu chuyện nhân quả. Có một cái anh ăn xin, mà cái anh ăn xin này ảnh là cái người vô gia cư, không có nhà cửa hết trơn á. Giống như ở Sài Gòn mình, những cái người mà sống ở lề đường, sống ở cạnh nhà vân vân, thì lúc này á, khi anh ta đi xin về xong rồi, đồ ăn anh ta để trong một cái giỏ mà anh ta cột lại. Nhưng mà anh ta xin xong tối ngủ một đêm, sáng ngày đồ ăn ở trong giỏ không còn gì hết trơn. Mà bữa nào cũng vậy, trong giỏ không còn cái gì để ăn. Cái một hôm tối anh ta ban ngày đi xin xong rồi, tối anh ta về, đêm nay anh ta nói là anh ta không ngủ. Anh ta nhìn, thì anh ta quan sát, lúc này anh ta thấy có một con chuột có một con chuột nó bò tới ngay cái giỏ anh ta nó bò tới ngay cái giỏ anh ta, bắt đầu nó ăn hết những cái thức ăn của anh ta. Cái anh ta đứng lên, anh ta nói trời ơi, đã tôi khổ, tôi nghèo rồi, tôi đói rồi, tôi đi ăn xin rồi, rồi gặp tụi bay vô đây, tụi bay phá, tụi bay ăn hết ba đồ ăn của tao nữa. Cái con chuột nó đứng lên nói không phải đâu, tại vì cái nghiệp của anh phải chấp nhận như vậy, tôi là người được đến đây để ăn những cái đồ ăn của anh đó. Anh ta nghe anh ta buồn quá, nói trời ơi, cuộc đời mình đã lâm ly bi đát, đã đau khổ rồi, người không thương rồi, bây giờ con vật nó cũng không thích mình nữa. Lúc này á, anh ta buồn, anh ta mới đi, anh ta mới hỏi chứ như vậy cuối cùng cuộc đời của tôi bị cái nghiệp gì mà phải như thế, bị đau khổ rồi á, rồi bị người ta khinh thường, bị người ta xem nhẹ như vậy. Thì con chuột mới nói anh muốn biết á thì anh đi tìm Đức Phật á, anh đi tìm Đức Phật anh hỏi, còn tôi là một cái loài súc sanh, tôi đâu có biết được cái nhân ở đời trước của anh tạo cái gì mà ngày hôm nay anh phải bị đau khổ, bị nghèo khổ, rồi bị rách rưới, bị ăn xin như vậy. Thì anh ta nghe như thế anh ta buồn quá, anh ta mới đi một cái vòng rất là xa. Thì lúc này anh ta đến một cái làng đó, trong cái làng đó có một cái ngôi nhà, mà cái ngôi nhà sang trọng lắm quý vị, giống như là một cái vinh thự, mà lúc này trời lại tối rồi, mà cái nơi anh ta đi là cũng cái nơi xứ lạ nữa, cho nên anh ta mới ghé vô trong nhà anh ta xin ngủ tá túc qua một đêm.
Thì khi ghé vô trong nhà anh ta xin tá túc một đêm á, thì trong nhà đó có hai ông bà già, mà một cái người ông già này á, là một ông trưởng giả, gia đình giàu có mà. Trong đó anh ông mới hỏi chứ, chàng trai đi đâu mà giờ này tối như thế mà chàng trai còn đi ở ngoài đường? Thì anh ta trả lời, dạ thưa ông, con muốn đi tìm Đức Phật mà giờ này trời lại tối rồi, cho nên á, con lỡ bước, cho nên con xin ông cho con ngủ ở đây qua đêm, sáng hôm sau con đi tiếp. Thì ông già, ông trưởng giả mới nói, thôi được, nếu anh đi tìm Đức Phật thì anh cho tôi gửi một cái lời hỏi thăm Đức Phật, tại sao trong nhà của tôi á, có một cái đứa con gái năm nay nó 16 tuổi rồi mà nó không có nói chuyện được. Anh nhớ là anh đến Đức Phật, anh phải hỏi câu hỏi này giúp cho tôi. Có nghĩa là cô con gái của tôi năm nay 16 tuổi rồi, 16 năm trời rồi mà sinh ra trong nhà nó vẫn không nói được. Thì anh ta dạ, mới gật đầu, anh ta nói dạ thưa được, để ngày mai con đi đến con gặp Đức Phật rồi con sẽ hỏi cái câu hỏi của ông. Thì anh ta ngủ đêm, sáng hôm sau anh ta đi tiếp. Thì anh ta đi tiếp qua một cái dãy núi. Cái dãy núi này nó gập ghềnh lắm, nó chông gai lắm. Mà muốn đi qua cái chỗ mà của Đức Phật á, thì phải đi qua một cái dãy đồi dãy núi này. Mà bây giờ anh ta đi bằng cái chân không, sao đi qua được cái dãy đồi dãy núi này. Mà ngay lúc đó tự nhiên có một ông tiên, mà chưa thành tiên. Ông tiên mà chưa thành tiên. Ông tiên này á, mới xuống hỏi chàng trai đi đâu mà bây giờ đứng ở đây. Thì lúc này anh nói, anh muốn đi qua đi tìm Đức Phật, mà con đi tới đây bây giờ đồi núi chập trùng quá, con không đi qua được, thôi ông giúp con. Cái ông tiên nói, thôi được, nếu như anh đi qua gặp Đức Phật thì anh cho tôi hỏi một câu hỏi. Câu hỏi của tôi là tại sao tôi đã có thần thông, có phép thuật mà ngày hôm nay tôi chưa được trở về cảnh giới của tiên giới. Có nghĩa là cái ông tiên này, ông tu hành, ông tu tập, ông luyện đã có phép thuật, có thần thông rồi, nhưng mà ảnh chưa sống được ở nơi cảnh tiên giới. Thì á, anh thanh niên này mới nói, thôi được rồi, để khi đến gặp Đức Phật con sẽ hỏi giúp cho ông. Rồi anh ta lên cái cây mà phép thuật của anh ta, ông tiên chở qua cái vùng đó. Khi chở qua cái vùng đồi núi xong rồi, lúc này anh ta tiếp tục đi một đoạn dài nữa quý vị. Tiếp tục đi một cái đoạn dài nữa. Mà khi đi một cái đoạn dài như thế á, thì lúc này anh ta có một cái con sông. Con sông rất là lớn. Bây giờ muốn đi qua gặp được Đức Phật thì phải đi qua con sông đó. Mà quý vị biết đi qua con sông đó, bây giờ xuồng cũng có, tàu cũng có, cầu cũng có, bè cũng có, không có cái gì hết. Bây giờ đi qua bằng cách nào? Anh ta đứng, anh ta khấn nguyện. Nhưng mà cuối cùng có một con rùa. Có một con rùa nó nổi lên. Nó nói, chàng trai à, chàng trai đi đâu mà bây giờ đứng ở bờ sông vậy? Thì anh này mới nói, thưa ông, con đi gặp Đức Phật mà bây giờ đi ngang qua chỗ này con sông nó lớn quá, con không cách nào đi qua được. Thì con rùa nó mới nói, thôi được rồi, đi lên trên cái mai của tôi nè, ngồi lên đi, tôi chở qua. Thì con rùa bắt đầu nó chở anh ta đi qua, chở đi qua cái sông đó. Xong rồi con rùa mới dặn anh ta nói, nếu như anh mà gặp được Đức Phật á, anh hỏi giúp cho tôi một câu, là tại sao tôi sống năm nay là 600 năm ở dưới cái con sông này rồi, tôi cũng tu luyện 600 năm rồi mà bây giờ tôi chưa hóa rồng được, mà tôi phải mang cái mai rùa này nặng nề đau khổ như thế, cho nên anh chịu khó anh hỏi giúp cho tôi tại sao mà cái nghiệp của tôi lại như vậy. Thì anh ta mới nói, dạ thôi được, để khi mà đến đó, gặp Đức Phật con sẽ hỏi cho ông. Bắt đầu anh ta bước chân lên, anh ta đi một cái đoạn dài. Thì khi mà anh ta đi một cái đoạn dài đó, cuối cùng anh ta đến gặp được Đức Phật. Thì khi đến gặp được Đức Phật, anh ta lễ lại Đức Phật xong, anh ta đi ba vòng để
để biểu hiện cho cái sự cung kính đối với Đức Bổn Sư của chúng ta. Khi mà đi ba vòng xong, anh ta mới ngồi xuống, anh ta mới bạch với Đức Phật những câu chuyện như thế. Nhưng mà lúc này Đức Phật mới nói là tôi chỉ cho anh hỏi có ba câu hỏi mà thôi. Có nghĩa là Đức Phật nói là tôi chỉ trả lời cho anh ba câu hỏi mà thôi. Mà trong khi đó cái anh thanh niên này, anh có mấy câu hỏi vậy? Dạ, có bốn câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi cuộc đời của mình. Câu hỏi thứ hai là tại sao cái cô con gái của nhà trưởng giả này 16 năm trời mà không nói chuyện được. Và câu hỏi thứ ba là cái ông này, ông tiên này, ông tu cả ngàn năm rồi mà ông chưa trở về cái cõi tiên giới được. Câu hỏi thứ tư á, là con rùa nó muốn hóa rồng, sống ở dưới sông 600 năm rồi mà bây giờ vẫn chưa hóa rồng được. Bây giờ có bốn câu hỏi, mà trong khi đó Đức Phật thì chỉ có trả lời có ba câu hỏi thôi. Bây giờ theo các Phật tử mình chọn câu hỏi nào? Đâu thử mình suy nghĩ coi mình chọn câu hỏi nào. Lúc này anh ta ngồi xuống, anh ta mới suy nghĩ. Tội nghiệp, con rùa ở dưới nước, sống phải trầm mình ở dưới sông, chịu lạnh rồi chịu đói khát ở dưới sông, đau khổ như thế, mang cái mai rùa nặng nề như vậy. Mà cho đến thời điểm này là 600 năm rồi mà chưa có được hóa rồng, chưa được giải thoát được khỏi cái mai rùa đau khổ nặng nề như vậy. Cho nên anh ta mới suy nghĩ, anh ta nói thôi tội nghiệp ông rùa quá, cho nên anh ta quyết định là hỏi câu hỏi của anh rùa trước. Thì khi hỏi câu hỏi của anh rùa, anh ta mới bạch Đức Thế Tôn là khi con đi qua cái con sông đó để gặp Đức Thế Tôn thì có cái ông rùa, ông mới hỏi là tại sao ông tu 600 năm ở dưới sông rồi mà bây giờ vẫn chưa hóa rồng được, hóa lông được. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời, nếu như ông rùa này muốn hóa lông thì phải bỏ đi cái mai rùa. Bỏ đi cái mai rùa thì mới hóa lông được, hóa rồng được. Rồi anh ta ngồi suy nghĩ. Bây giờ câu hỏi thứ hai tiếp tục, phải chọn câu hỏi nào? Thì anh ta suy nghĩ là ông tiên này ông tu nay cả ngàn năm rồi, tội nghiệp cả ngàn năm rồi mà bây giờ vẫn chưa về cõi tiên giới được. Trong khi đó cái thân của mình là thân xác phàm, một con người bình thường, mới có một kiếp một năm thôi, mà trong khi đó ông đã chịu cả ngàn năm rồi. Thấy thương quá cho nên anh ta mới hỏi tiếp. Nó bạch Đức Phật, khi con đi qua cái ngọn núi đó, cái ngọn đồi đó, con gặp một cái vị tiên mà ngài đem một cái cây phép thuật á, chở con đi qua bên cái dãy núi đó để con gặp được Đức Thế Tôn. Mà ông tiên hỏi là tại sao ông ta tu nay cả ngàn năm rồi mà vẫn chưa về dự được ở cái cảnh tiên giới, sống ở trên cái nước tiên giới. Thì Đức Phật mới trả lời, muốn trở về cảnh tiên giới thì anh ta phải bỏ cây phép thuật đi. Bỏ cây phép thuật đi thì anh ta mới về được cái cảnh tiên giới. Rồi anh ta ngồi suy nghĩ tiếp. Bây giờ còn hai câu hỏi, Phật tử mình chọn đi. Dạ, còn hai câu hỏi. Một câu hỏi của cô con gái 16 tuổi với một câu hỏi cuộc đời anh ta. Mục đích của anh ta đầu tiên đi là anh ta tìm Đức Phật để hỏi cho ai? Cho hỏi cho bản thân của mình. Giống như các Phật tử mình đi vô chùa cũng vậy, mình tu tập, đầu tiên nhất mình cầu nguyện cho mình hay là cầu nguyện cho làng xóm? Không, cái này mình ngồi nói thật nhau đi. Có ai vô này, mô Phật con cầu nguyện cho anh em làng xóm của chúng con được thuận hòa, trên thuận làm ăn được suôn sẻ, có không? Mà mình cầu nguyện cho mình trước rồi mình mới cầu nguyện cho làng xóm sau nha, chứ không phải dễ à. Nhiều khi mình nói mình đi tu á, mình mở lòng từ bi, mình thương người, mình cứu người, độ, mình giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà thật sự nét cho kỹ lại thử đi, mình tu mình có nhiều cái ích kỷ lắm nha quý vị. Bây giờ còn hai câu hỏi cuối cùng, hỏi câu nào đây? Dạ, dạ đúng rồi, anh ta chọn hỏi cái câu hỏi của con gái. Anh ta suy nghĩ, mình cũng là con người, cô ta cũng là con người, mà mình á
còn có thể thấy được, nghe được, nói được, hoạt động được. Còn cô con gái là một cái gia đình trưởng giả, gọi là cái dòng quý tộc, mà trong khi đó cô ta không có thấy được, cái gì cũng sinh hoạt được, mà cuối cùng cô ta nói không được, tội nghiệp. Cho nên cô ta, anh ta mới hỏi Đức Phật, chứ cái gia đình ông trưởng giả mà tối đêm đó con đến con ngủ nhờ một đêm, thì ông trưởng giả mới nhờ con hỏi câu hỏi là tại sao trong gia đình của con, gia đình ông trưởng giả có cô con gái 16 tuổi mà trong cái đó không nói chuyện được, là do nguyên nhân gì? Thì lúc này Đức Phật mới trả lời, khi cô con gái 16 tuổi này gặp được cái người mà tâm đầu ý hợp, tự nhiên là cô ta sẽ nói chuyện. Cuối cùng ba câu hỏi được hỏi hết rồi, nên cuối cùng anh ta đi về tới cái mé sông thì gặp ông rùa, thì anh ta mới nói là Đức Phật nói bây giờ ông muốn hóa rồng được thì phải bỏ cái mai rùa này. Bỏ cái mai rùa này có nghĩa là mình bỏ cái chấp chặt của cuộc đời, bỏ cái chấp chặt của cái phiền não, bỏ cái chấp chặt của cái tài sản, của cải, vợ con, tất cả mọi thứ. Mình có bỏ được thì mình mới tu tập được. Thì lúc này rùa nó vừa nói xong là anh ta thoát ra khỏi cái mai rùa, anh ta hóa thành con rồng liền, chở anh ta đi qua bên sông xong, đi một đoạn đến một cái dãy núi thì gặp ông tiên. Thì lúc này anh ta mới nói, Đức Phật nói ông muốn trở về cái cõi giới tiên á, tiên giới, trên sống ở trên cái nước tiên giới, thì phải bỏ cái cây phép thuật này lại trần gian này, thì lúc này ông mới có thể sống ở cõi tiên giới. Rồi anh ta đi tiếp tục, đi một đoạn về tới cái gia đình của ông trưởng giả. Lúc này thấy chàng trai về, hai ông bà mừng lắm, chạy ra hỏi chứ, ủa con đi, con có hỏi giùm cho ông không, sao đứa con gái của ông nó không có nói chuyện được. Anh nói dạ có, con có hỏi Đức Phật rồi. Thì lúc này cô con gái từ ở trên đi xuống, quý vị, từ ở trên đi xuống, tự nhiên gặp chàng trai này, mới tự nhiên cô gái này mở miệng hỏi, ủa chàng mới về đó hả? Ở đây á, có nghĩa rằng cái phước báo của anh ta sẵn sàng hy sinh cho người khác, nhưng cuối cùng cái nhân quả hoa thơm nó sẽ được trổ quả tốt đẹp nơi anh. Như vậy là cuối cùng anh ta làm được một cái chàng phò mã trong cái gia đình ông trưởng giả này, làm chồng của cô tiểu thơ. Quý vị thấy cái phước báo mà hy sinh to lớn vô cùng không? Cái phước báo hy sinh rất lớn. Nếu như anh ta chỉ hỏi cho bản thân của mình, thì Đức Lộc nghĩ là sẽ không bao giờ có được công đức, có được phước báo như vậy. Các Phật tử mình có đồng tình với Đức Lộc không ạ? Rồi cái thứ hai mà Đức Lộc muốn nói, cái sự kỳ diệu, sức mạnh của nội tâm á, nó có thể dự báo mọi cái hoạt động của con người chúng ta ở trong cuộc sống. Có một cái câu chuyện mà cái anh này ảnh đi lính lâu năm rồi, mà gia đình đó đi tìm cái hài cốt, tìm hoài không ra cái hài cốt. Nhưng con lần nọ tự nhiên trong gia đình tối, cái người em ruột của anh ta tối ngủ không biết làm sao, nằm mơ lại tiếp tục thấy anh ta về và báo mộng. Anh ta nói bây giờ anh ta đang sống ở một cái cảnh giới, cái nơi chốn mà nó tâm tối, nó đau khổ, nó lạnh lẽo, mà người thế gian mình hay gọi là cái thế giới mà gọi là cái thế giới cô hồn đó, coi như là sống một cái thế giới rất là lạnh lẽo. Ở cái nơi đó, cái chỗ đó báo cho cái người em, nhưng mà khi báo cho cái người em xong rồi, người em sáng hôm sau ngủ giật mình thức dậy mới nói lại gia đình. Khi mà gia đình đến cái nơi mà của cái người anh này á, báo mộng đó, thì đào ở dưới cái nó chỗ đó giống như là một cái nền nhà, để quý vị
Mà cái nhà mình cất lên rồi mình đâu có hay. Tại ngày xưa mà thời chiến tranh giặc giã bom đạn, cái ngày xưa bây giờ mà mình mua đất mà cất nhà lên, mình đâu có biết chỗ đó có xương hay là chỗ đó có hài cốt hay vân vân. Thì anh ta nói giữa căn nhà đó có một cái hài cốt, anh đang ở dưới cái giữa căn nhà đó. Bây giờ đất của thành phố thì các Phật tử mình nghĩ là dám đào không? Đất của thành phố, nhưng mà trong gia đình, thuyết phục gia đình, cái gia đình đó, rồi mọi cái đền bù, mọi cái tiền bạc đồ này kia, gia đình chịu hết. Cuối cùng đào xuống giữa căn nhà đó, xuống tới dưới nó có hai khúc xương. Hai khúc xương, một khúc xương chân và một khúc xương xương tay. Mà ngày xưa gia đình người ta cất cái nhà lên đó, mà người ta không gặp, ta không thấy. Có nghĩa rằng đó, cái nội tâm này nó có thể chiêu cảm được đối với những người thân quyến trong gia đình chúng ta. Cái thứ hai nữa là các Phật tử mình để ý, nhiều khi con cái của mình đó, nó bệnh tật hoặc đi đâu xa, nó có xảy ra vấn đề gì đó, mình ngồi ở nhà tự nhiên thấy sao con người mình nó bồn chồn, sao người mình thấy nó lo lắng, người mình thấy nó khó chịu. Có cảm giác đó không? Các Phật tử mình có bao giờ có cảm giác đó không? Đó là cái huyết thống, cái trao truyền, mà cái nội tâm này nó có cái sự kỳ diệu là nó có thể báo được cái điềm mộng, báo được cái điềm lành. Quý vị chúng ta có bao giờ đọc cái bài sám mà của cái bài sám đó, Lộc nhớ là của nhà họ Bàn, cái câu mà in như thiền định họ Bàn thuở xưa đó. Các Phật tử mình có nghe cái bài đó không? Có đọc mấy câu đó chưa? Và khi mà cái gia đình họ Bàn á, ông Bàn Quẩn á, cả một cái gia đình đó tu tập, mà tu tập thiền định tới mức độ là ngài có thể tự tại ở trên con đường sanh tử. Cho nên có nhiều cái vị cao tăng, nhiều cái vị mà tu tập á, có cái hành trì, có nội lực á, là quý ngài có thể bỏ cái thân này bất kỳ vào lúc nào, có thể biết trước được cái ngày giờ phút của mình đi. Cho nên khi mình tu tập, nó có được cái nội lực, nó báo cho mình biết trước. Giống như á, khi mà ông Bàn Quẩn kêu cô con gái đi ra ngoài sân, giờ này con ra ngoài sân coi trời đứng bóng chưa. Nếu mà trời đứng bóng á, thì ông Bàn Quẩn ổng bỏ thân, ổng tịch diệt, ổng đi. Nhưng mà cô con gái đi ra nói, dạ thưa cha, trời vẫn chưa đứng bóng, nhưng mà cô ta vô, cô ta tịch diệt, cô ta đi trước. Cái ông Bàn Quẩn ông vô mới nói, trời ơi, con nhỏ con gái ngu si này, giờ nó bỏ tôi đi trước rồi. Có nghĩa là gia đình của ông ta tu tập một cách rất miên mật, có thể tự tại trên bước đường sanh tử của mình. Bởi vì thế, khi mà mình tu tập có được một cái công đức, có được một cái nội lực, thì các Phật tử mình làm cái điều gì đó, nó suôn sẻ, nó tốt đẹp. Làm cái gì đó, nó sẽ được thuận lợi. Còn mà mình á, cái phước mỏng mà nghiệp dày, mình nói người ta chưa chắc gì người ta nghe nữa. Phải không? Chưa chắc gì người ta nghe nữa. Đừng nói mà người ta đi theo mình. Còn mà cái phước mình á, nó đã có rồi, cái nội tâm của mình nó có, cái nội lực mình nó đã có, tự nhiên hào quang nó sáng, nó tỏa ra ngoài, nó chớp nhoáng, tự nhiên người ta thấy, người ta kéo, người ta tới mình. Các Phật tử quan nghĩ thế này không ạ? Rồi cái cuối cùng mà Đức Lộc muốn nói á, khi mà cái kỳ diệu sức mạnh của nội tâm để tạo nên một cái niềm tin, tạo nên một cái niềm tin, từ cái niềm tin này mới cho chúng ta một cái động cơ. Khi có được cái niềm tin thì lúc này mình mới có được một cái động cơ. Bởi vì á, khi các Phật tử mình đến chùa mình tu tập, mình có tin là Phật gia hộ cho mình không? Mình có tin là Phật gia hộ cho mình mới đến chùa. Còn nếu như chẳng hạn giống như á, các em học sinh á, mà nó đi học, nó không tin là nó học, không tin nó làm bài được, nó có làm bài được không quý vị? Đức Lộc kể quý vị nghe, ngày xưa cái chùa của Đức Lộc ở dưới Tiền Giang á, con cụ đó 70 tuổi, mà ngày xưa đa phần là các cụ mình đi học thì ít, nhưng mà chữ thì không biết, chữ thì biết cụ, mà cụ thì không biết chữ. Nhưng mà lạ nha, tiền bao nhiêu cũng biết chừng nha.
Tiền là đếm không sai đồng nào hết trơn. Hay vậy đó. Bởi vì cái đó là cái nghiệp trong nhiều đời rồi. Thì á, cô đi chùa. Đi chùa tối chỉ đi chùa ngồi vọng chuông thôi. Rồi nghe quý thầy tụng kinh. Tụng kinh dần dần cô ta phát nguyện á, là cô ta cố gắng để học học được những cái chữ ở trong kinh này, để cô ta có thể một ngày nào đó cô ta đọc được những cái từ ngữ ở trong trong trang kinh. Cô ta phát nguyện như thế. Mà ngày qua tháng lại, ngày nào cô cũng đi chùa vọng chuông hết. Và ban đầu á, đâu có nghĩ rằng sáu mấy bảy mươi tuổi muốn học là cả vấn đề, khó lắm chứ không dễ đâu. Nhưng mà cuối cùng cô ta viết được chữ luôn quý vị. Viết được chữ mà trong khi đó đọc được chữ ở trong trong kinh luôn. Bởi vì sao mà cô ta làm được điều đó? Bởi vì đó là một cái sự, một cái niềm tin, một cái phát nguyện dũng mãnh tinh tấn ở trên con đường tu tập. Cho nên đó, cô ta mới có khả năng là vượt qua những cái khó khăn, mới có thể làm được những điều đó. Còn nếu mình không có niềm tin, mình không có sự phát nguyện, thì thưa các Phật tử, tu chẳng qua đi chơi cho vui. Cũng giống như xu thế ngày Tết người ta đi chùa, mình cũng đi chùa. Tháng 7 người ta đốt nhang, mình cũng đốt nhang. Ai đi châu đốc rủ cũng mình cũng đi châu đốc. Ai cúng bà, cúng miễu, cúng gì đó, ai rủ đâu thì mình đi theo đó hết. Có những trường hợp này không quý vị? Nhiều lắm luôn á. Nên mình người tu là mình phải xác nhận được cái nội tâm của mình. Bằng không những người khác người ta sẽ truyền cho mình những cái thông tin. Mà nếu những cái thông tin đó đó mà nó có thể làm cho con người mình đi trên con đường thánh thiện á, thì không có gì để nói. Còn những cái thông tin mà nó làm cho người mình đi vào con đường gọi là con đường ác, con đường tà, thì cuộc đời mình cuối cùng cũng bị tiêu tàn luôn. Thưa quý vị, có một cái lần ba cái đất nước. Cái đất nước thứ nhất là cái đất nước Mỹ. Cái đất nước thứ hai là cái đất nước Nhật Bản. Mà cái đất nước thứ ba đó là cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Mà trong ba cái đất nước này á, thì những cái nhà chính trị người ta muốn hỏi rằng là cái đất nước nào mà con người dũng cảm nhất, mạnh nhất, không sợ trời, không sợ đất, không sợ bất kỳ một cái gì hết. Thì cái anh Mỹ anh đứng lên, anh nói tôi là người cường hào, đất nước tôi giàu có, thì hẳn nhiên là tôi là cái người này đâu có sợ gì nữa đâu. Cho nên anh ta nói nếu như trong những cái nhà lãnh đạo, nếu như những cái nước nào mà đứng lên mà cho mình là cái đất nước mạnh mẽ, không sợ gì hết, làm sao chết mà lẹ nhất, nhanh nhất, chết mà phải lẹ nhất, nhanh nhất, thì Mỹ thì có gì quý vị? Có cái súng. Mới vừa nói xong bóp cò bắn cái đùng thì ra ngoài mấy anh ta ngã ngang chết hết rồi. Còn Nhật Bản thì nói vậy đâu có gì đâu, mạnh mẽ đâu. Trong cái đó đất nước của tôi không dùng súng, dùng dao. Tại vì Nhật thì ngày xưa đâu có súng, mà dùng mấy cái đoạn, dùng mấy cái dao không mà. Anh ta dùng cái dao á, khi mà thả cái lông gà đó quý vị. Mỹ á, thả cái lông gà xuống chưa chạm đất, chỉ có một giây thôi, một thôi là anh ta bóp cò anh ta bắn rồi. Nhưng mà khi á, tới Nhật Bản cũng vậy, thả cái lông gà chưa chạm đất thì anh ta lấy cái dao gọc cái bụng, môi cái ruột ra, cuối cùng ta chết. Bây giờ nước thứ nhất Mỹ, nước thứ hai Nhật, bây giờ còn nước thứ ba là nước Việt Nam của mình. Việt Nam của mình đưa nguyên một cái tiểu đội ra luôn. Đưa nguyên cái tiểu đội 12 người, gan dạ vậy đó. Ở bên trong này là những người nhà lãnh đạo đứng ở trong này. Ở ngoài kia có anh kia, anh thả cái lông gà, thả cái lông gà xuống. Tại vì giao ước là khi lông gà chạm đất thì phải chết. Còn nếu không chết thì những người này là nhát gan, là thỏ đế. Thì 12 anh này bây giờ không có đứng, mà 12 anh ta nằm, 12 người nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống đất. Bắt đầu anh trên kia thả cái lông gà xuống, 12 anh ta chua mỏ lên thổi lông gà bay lên. Thổi cái lông gà đâu gớt đất đâu mà chết. Khôn không? Thông minh vô cùng luôn. Dạ.
Dạ. Thật sự kể vui vui cho mà các cụ mình ngồi hơi nó đau chân. Ngồi hơi nó tê chân, nó đau chân. Thật sự mà nói ngồi như thế mà bây giờ mệt chưa, không muốn nghỉ hay là nói chuyện nữa. Không, mà thật sự hồi sáng Lộc mệt lắm nha. Nó cảm á, nó làm mình mệt người lắm. Mà không biết sao lên trên này tự nhiên Phật gia hộ, nhờ sự hộ niệm của các Phật tử mình cho nên giờ nó khỏe rồi đó. Kể các Phật tử mình nghe một câu chuyện nữa. Câu chuyện này câu chuyện nhân gian thôi. Bởi vì ở trong cuộc sống của mình á, thông thường mình hay bị những người khác, người ta dẫn dắt mình đi. Mình hay bị những người khác dẫn dắt mình đi. Chẳng hạn giống như trong gia đình mà lỡ có một cái chuyện gì đó đau buồn đi, bắt đầu anh chị hàng xóm nha, tới rỉ tai, phải làm dày, phải sửa soạn như thế này, phải mua như thế kia, phải sắm như thế nọ, phải cúng bái, rồi cầu nguyện, van xin đủ thứ hết. Mình bị người ta xỏ, người ta dẫn mình đi. Thì có một lần, hai con ếch này đi ngang qua một cái cánh đồng. Mà trong khi đó hai con ếch đi ngang qua cánh đồng, tự nhiên nó có một cái hố to sâu bự như nè. Cái hai con ếch mà phóng qua đâu có thấy đâu. Bên đây phóng qua bên kia, phóng qua tự nhiên rớt vào trong cái hố. Thì lúc này quý vị biết hai con cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để mà phóng lên, nhảy lên trên ra khỏi cái miệng giếng. Nhưng mà cuối cùng cũng không nhảy được. Nhưng mà ở trên miệng giếng á, thì có rất là nhiều những con ếch khác. Mà những con ếch khác ở trên nó nói: thôi đi, đừng nhảy nữa, đừng cố gắng nữa, nằm im chết cho nó thoải mái. Có nghĩa là ở trên đó là nó dùng mọi cách là nó để cho hai con ếch này đừng có nhảy nữa. Tại nhảy hoài mà cuối cùng nó không có lên được, cho nên nó mới ở trên này la sùm hết trơn. Nhưng mà có con ếch bỏ cuộc. Con ếch bỏ cuộc, không nhảy nữa, cuối cùng con ếch nó chết. Còn con ếch thứ hai, nó cố gắng dận hết sức lực của mình, hết sức bình sinh của mình. Cuối cùng con ếch đó nó mới nhảy lên được trên bờ, ra khỏi được miệng giếng. Thì những cái con ếch chung quanh miệng giếng mới chạy lại mới hỏi chứ: ủa nãy giờ mà anh không nghe tôi nói gì trơn, ở trên này không nghe nói gì trơn hay sao mà tự nhiên mà anh có thể, làm sao anh có thể chạy nhảy lên trên này được vậy? Thì con ếch này nó cũng im ru, nó cũng nói gì trơn. Im ru nó nhìn qua nhìn lại, nó cũng nói gì trơn. Mà các Phật tử mình biết con ếch này bị gì không? Bị điếc. Hên cho nó là bị điếc, cho nên nó không có nghe. Mà nó thấy những cái người ở trên miệng giếng đó nè, đi qua nói tới nói lui, tưởng đâu là đang cổ vũ, đang hô hào vỗ tay để mà tiếp thêm cái năng lực cho con ếch này, để kêu nó là cố gắng đi, hãy cố gắng đi để mà nhảy qua cái miệng giếng này. Cái câu chuyện nhân gian, câu chuyện đời thường. Nhưng mà thưa các Phật tử, nếu như mình tu tập mà mình không khéo thì mình bỏ cuộc giống như con ếch kia, chết giữa xa trường. Mình đi chùa chỉ cần nghe phong phanh ở đâu đó một hai lời nói, ông thầy đó dạy vậy, bà cô đó như thế, tự nhiên nản lòng chiến sĩ, mất đi niềm tin, bỏ chùa như chơi. Bởi vì mình tu nhưng mà cái tâm mình chưa vững, nội tâm mình chưa có. Vì thế mà trên con đường tu của mình bị người ta lôi cuốn đi. Rồi thêm một câu chuyện nhân gian nữa. Câu chuyện này là câu chuyện của con voi. Nãy câu chuyện ếch. Hả? Bởi thầy nói thầy nhiều chuyện mà các Phật tử mình chịu khó hóng chuyện để nghe chuyện.
Dạ. Dạ. Thì cái con voi này nó lớn lắm. Con voi thì quý vị biết nó rất là to. Nhưng mà nó được cái người chủ cột một cái dây xích, nó có tí xíu à. Con voi có thể coi như là dùng sức mình bứt đứt cọng dây xích đó để mà đi về vào trong rừng là chuyện bình thường. Đi vào trong rừng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà con voi này nó không làm cái hành động đó. Người ta mới hỏi cái ông mà chủ nuôi con voi á, hỏi tại sao con voi này có khả năng đủ sức mạnh để bứt bỏ dây xích này để đi vào trong rừng mà nó không làm điều đó, mà nó cột cái dây xích có tí xíu mà nó vẫn ở lại nơi trong cái chuồng trại như vậy. Thì ông chủ mới nói: anh biết không, cái ngày xưa tôi mua con voi này nè, nó còn có tí xíu à, nó nhỏ lắm, lúc đó nó có tí xíu, nó nhỏ xíu à, tôi mua nó về tôi nuôi cho đến ngày hôm nay nó lớn lên rồi, mà ngày xưa sử dụng cái dây xích đó bay lớn như vậy là đủ có thể là xiềng chói có con voi này nó ở lại được rồi, nó không có đủ khả năng để mà nó bứt đứt cọng dây xích này được rồi. Thì con voi này cứ suy nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có khả năng, không bao giờ đủ sức mạnh để mà làm đứt cọng dây xích này để bỏ đi. Câu chuyện Đức Lộc xin ngưng ở đây. Đức Lộc muốn nói cái định kiến của con người chúng ta nhiều khi mình chấp chặt cái vấn đề đó mà mình nhìn không thoáng. Mà chính vì cái định kiến đó mà cứ nghĩ rằng là xưa ông bà đã bày ra điều đó, bây giờ mình là con cháu phải làm đúng theo ông bà bày như vậy mới đúng, bằng không á thì mang cái tội mang cái lỗi với tiên tổ ông bà. Đức Lộc nói cái chuyện đơn giản tháng 7 vừa qua thôi. Có những gia đình vẫn còn mua cái nhà castle, rồi thậm chí mua chiếc xe hơi dán ở trên là xe Mercedes, rồi xe này xe kia. Rồi thậm chí có một lần Lộc đi cúng mua luôn cả chiếc máy bay nữa quý vị. Đức Lộc hỏi chứ bà ngày xưa có lái máy bay không mà sao tự mua máy bay gửi xuống vậy. Rồi gia đình cứ nói một câu là: thầy ơi, ngày xưa ông bà dạy sao bây giờ tụi con làm vậy. Coi như là xưa bài nay làm, định kiến của mình đã cài đặt sẵn ở bên trong, trong cái não, trong tâm của mình rồi. Bây giờ mình tu tập, mình phải thấy được cái điều đó. Phải có được cái chánh kiến, phải có được cái thấy điều đó. Thì chính cái chánh kiến thấy được những điều đó thì mình mới sửa đổi, mình mới thay đổi. Chứ còn mình tu mà cứ giữ hoài cái của ngày xưa, nó đã cổ hủ đâu hết đời, cố lũy nào ông cha mình đã bỏ đi xa lắc xa lơ, nó không còn phù hợp nữa, bây giờ mình cứ áp dụng nó hoài, thì cũng giống như cái con voi này, nó bị định kiến là do cái nó sẽ suy nghĩ là nó không đủ khả năng, không đủ sức mạnh, không đủ khả năng để bứt phá cái cọng dây xích này để mà nó đi. Chính vì vậy mà nó vẫn bị xiềng xích mà bằng một cọng dây rất rất là nhỏ. Cái tư tưởng mình cũng vậy, thế giới bên ngoài rộng lớn bao la, pháp của Phật thì rất nhiệm màu, thế giới không có một cái gì gọi là thu hẹp, mà trong khi đó cái nhìn của mình, cái tiếp nhận những cái thông tin của mình nó lại sai lệch, rồi cuối cùng nó hình thành một cái khối nội kết. Ai là người đau khổ quý vị? Chính bản thân mình là những người đau khổ. Tại vì mình làm, mình nói con cháu nó không chịu làm theo, rồi bắt đầu lúc này mình nói: mày con tao, mày cãi tao hoài, nói mày không nghe, bây giờ biểu làm vậy không chịu làm. Mà trong khi đó con mình bây giờ thời đại đi học phát triển, rồi cái gì cũng khác hết, mà bắt nó giống như mình ngày xưa, thưa các vị, không bao giờ làm được. Tuy mặc dầu cái ngôi chùa pháp quyền này á nó nhỏ, nhưng mà nơi đây Đức Lộc nói nó có võ đó quý vị. Không phải mình tu đông, không phải mình tu nhiều người là nơi đó phát triển đâu. Đức Lộc nói cái chuyện đơn giản, bàn tay con người chúng ta có 10 ngón,
Bây giờ Đức Lộc lấy cái chuông này nè, đựng ở trong này một cái gỗ hộp xoàn. Một gỗ hộp xoàn luôn nha. Thí dụ giống như 100 cái viên hộp xoàn. Bây giờ trong bàn tay 10 ngón của các Phật tử mình, mấy ngón? Mình đeo mấy ngón? Dạ. Nói người nào á mà trang sức đẹp lắm á, nhiều lắm á, cũng hai ngón hai bên thôi. Chứ không thể nào mà đeo 10 ngón, người ta nói mày khùng hả? Đâu phải là đeo nhiều hộp xoàn là người ta khen mình đâu. Thì cũng vậy, trên con đường tu của mình cũng thế. Đừng nghĩ là đông người là thành tựu hết, chưa chắc. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, quý vị thấy khi mà Đức Phật nói lên cái kinh Pháp Hoa là cái hội chúng bỏ đi gần hết hội chúng, trong đó chỉ còn được le que có mấy người thôi. Nhưng mà những người đó còn là những vị thánh tăng không đó. Cho nên đó, thầy mong các Phật tử mình ngồi ở đây mai mốt trở thành Bồ Tát hết nha. Tại vì mình ít người cho nên được chăm sóc nhiều, được lo lắng nhiều, được quan tâm nhiều, rồi được tu tập nhiều, hành trì nhiều nữa, rồi phước báo nó có. Cho nên chính vì vậy mà cái nội tâm ở bên trong, cái nội lực ở bên trong thì nó có, thì á, chính những cái vấn đề tu tập đó, phước báo đó, thì cuộc đời của mình tự động nó sẽ thay đổi, nó sẽ chuyển hóa hết. Còn nếu như á, thật sự các Phật tử mình biết có những cái đạo tràng ở đây, Lộc nói không phải là châm biếm hay là chỉ trích, nhưng mà nói để mình cùng nhau trao đổi, mình hiểu để mình tu tập thôi. Nhiều khi vô á, tụm ba tụm bảy, chia phe chia phái, nhóm này nhóm kia, rồi trong khi đó nhóm này á, thì kích bác nhóm kia thì chửi bới nhóm nọ, hơn thua đủ thứ chuyện hết, rất là nhiều. Ở nhà đã phiền não rồi, ở nhà đã đau khổ rồi, đau khổ vì chồng con, đau khổ vì cuộc sống, đau khổ vì manh áo chén cơm, bây giờ vô chùa tiếp tục đau khổ nữa. Vậy cuối cùng mình đi tu để làm gì? Đi tu để thoát khổ, đi tu để tháo gỡ những cái gút mắt đó. Nhưng mà mình đi càng vô chùa mình càng tu thì cuối cùng mình thắt lại, mình kết lại, mình bệnh lại, trở thành một cái khối nội kết. Đó là một cái điều rất nguy hiểm ở trên con đường tu của mình. Cho nên đó, đừng nghĩ cái nơi đó nó vắng, nơi đó nó ít người là cái nơi đó Phật tử tu không có vui. Cho nên đi vô mấy cái chùa đông người tu nó vui, mình đi tu nó mới cảm thấy nó có cái gì đó nó phấn khởi. Nhưng mà thưa các vị, khi mình tu á là mình càng quay về, mình càng trở lại, càng quay về mình càng trở lại, thì lúc này chúng ta tu tập cái nội lực của mình có, thì những cái thị phi, những cái tiếng nói, những cái người ta xỉa xói, người ta bươi móc, người ta dèm phe rồi đó, mình bỏ qua giống như chơi. Nhưng mà nói dễ nha, chứ hơi xuống có người nào chửi mình, ủa tôi đâu có đụng chạm gì tới chị đâu, tự nhiên chị nói tôi. Tại vì tu ở trên chánh điện, tu với Phật thì dễ, nhưng mà mình về tu với con cháu mình, tu với làng xóm, tu với những người chung quanh khó lắm quý vị. Cho nên Đức Lộc mới nói ba cái sức mạnh của nội tâm là mình sinh hoạt ở trong cuộc sống đời tu, sinh ở trong cuộc sống đời thường của mình. Rồi cái thứ hai nữa là cái sức mạnh nội tâm để có những cái điềm mà nó báo trước cho mình, trước khi cái sự việc đó sẽ xảy ra. Mà đặc biệt ở trên cái con đường tu là mình làm sao để cái sức mạnh nội tâm phải có được cái niềm tin. Chính cái niềm tin này, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, tin nghiệp báo, tin phước, tin tội, thì chính cái niềm tin này mới đưa đến cái động cơ. Mà động cơ chính là cái việc làm của mình. Nhiều khi mình suy nghĩ quý vị, có một câu chuyện như thế này. Cái cô này cô nói thầy ơi, con của con á tội nghiệp. Hỏi tội nghiệp gì? Nó người ta thì sanh vào ngày mùng 1, ngày rằm trăng tròn trời sáng. Con nó sanh vào ngày cuối tháng đêm 30, nó tối thui à.
Con không biết cuộc đời của nó có được được sáng sủa hay được phát triển hay không. Con sợ là cuộc đời của nó tăm tối giống như đêm 30. Cậu nói như thế, Lộc nói sao lại có quan niệm như thế? Bây giờ mình sanh cái giờ nào, cái tháng nào, cái phút nào đâu quan trọng nhiều vấn đề đó. Mình cứ suy nghĩ rằng nếu như mình suy nghĩ mình sanh vào cái đêm 30 trời tăm tối, mình sẽ gắn vào ở bên trong cái tâm thức của cái đứa bé này, thì sau này lớn lên khi mà nó đi làm hoặc là gia trạm trong cuộc sống, nó nói trời ngày xưa mẹ của tôi sanh vào đêm 30 cho nên tôi biết cái thân phận tôi nó khù khờ, nó tối rồi nó ngu muội, nên thôi ai làm gì làm, ai phát triển gì phát triển đi, tôi không có làm tôi cũng không phát triển đâu, tại vì tôi sanh vào cái đêm 30 gặp ngay cái ngôi sao mà gọi ngôi sao xấu nữa, cho nên cô ta sống cái tâm coi như là đã lập trình sẵn ở bên trong bộ não mình mà cứ như thế. Cho nên chính vì vậy mà nó chính là một cái gào cản ở trên cái con đường tu tập, gào cản ở trên cái con đường làm ăn. Cũng giống như có nhiều người quan niệm nói một câu á, người mà càng giàu á thì càng ác. Theo cái quan niệm, cái kiểu mà những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa là cường hào ác bá đó, các cụ mình có nghe câu này không? Cứ nghĩ là giàu là ác, cho nên thôi thầy ơi mình đi tu rồi mình cũng cần phải làm giàu nữa thầy ơi, giàu chi cuối cùng mình cũng đâu có thụ hưởng gì được, mà càng giàu thì càng ác thêm nữa. Lòng mới nói Đức Phật chưa bao giờ nói câu đó. Đức Phật chưa bao giờ nói câu đó. Mình đi tu mình phải phát triển hơn, phải đẹp hơn, giàu có hơn, thành công hơn, và cái sự lan tỏa của mình càng rộng hơn. Đó mới là cái nội tâm mà nó phát triển ra được bên ngoài. Chứ đâu phải mình đi tu là cái người đó, cái theo cái quan niệm ngày xưa. Tại vì ngày xưa khi mà giàu có là cái những người tá điền, những cái người điền chủ rồi đó, rồi phải ăn chặn, ăn cắt xén, ăn bớt. Nó hình thành vào những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa, rồi mình đem cái đó ra mình dạy con cháu của mình. Thật sự Đức Lộc nói bỏ đi quan niệm đó, bỏ đi quan điểm đó để làm gì? Mình càng tu mình càng phát triển. Tại vì khi Phật tử chúng ta mình bỏ được quan niệm đó thì bỏ đi được cái rào cản ở trên cái bước đường kinh doanh, bước đường làm ăn của mình. Khi bỏ được như thế mình có được, mình giàu có, thì lúc này mình càng tu mình càng có thể có khả năng mà giúp đỡ cho người khác. Còn bây giờ bản thân mình sáng có cơm ăn, chiều ăn cháo, lấy gì đâu mình giúp. Các Phật tử đồng tình với Đức Lộc điều này không? Nên mình cố gắng, mình làm sao mình khuyến khích, mình vận động những cái người tu tập của chúng ta, mình tu đúng chánh pháp là cái người đó làm ăn phải phát triển. Mình tu đúng chánh pháp là người đó càng ngày càng đẹp lên, đẹp luôn cả từ cái thân cho đến tâm, tâm hồn của mình. Tâm tự động nó sẽ sanh tướng, giống như các Phật tử mình ngồi đây tương lai toàn là tiên nữ không? Còn mà tu không khéo á, chỉ còn nữ không à. Dạ. Dạ, mình tu không khéo còn nữ không à, tu là tiên đi mất rồi. Hỏi thật các Phật tử mình đây có ai sợ ma không? Có không? Dạ. Có một cái cô này á, có cái cô này, cổ là giảng viên trường đại học á, cổ được phân công đi công tác ở ngoài Đà Lạt, thì cái chỗ mà cô dạy á nó cạnh với một cái nhà, mà cái nhà đó là cái nhà nghỉ dạng giống như là cái nhà nghỉ mà của ngày xưa bên đoàn bên đội rồi đó, thì cái chỗ đó cũng vẫn cho mình thuê nghỉ lại, nó không phải là khách sạn, chẳng qua nó chỉ là một cái nhà nghỉ bình thường thôi. Mà đa phần những người ta đi du lịch, người ta tìm cái nơi sang trọng người ta ở, khách sạn lớn người ta ở. Mà cô ta thì được phân công công tác dạy cái trường gần đó, cho nên nhà trường mới thuê cái chỗ nghỉ chỗ đó cho cổ gần, đi qua lại cho nó dễ. Thì quý vị biết, thuê chỗ đó xong rồi, cô ta đi vô để mà nhận phòng. Đi tới cái sảnh nhận phòng, thì khi vô cái sảnh nhận phòng, trong cái sảnh đó rộng mênh mông mà không có ai hết, chỉ có duy nhất một cái anh mà tiếp tân thôi. Mà cái anh tiếp tân này á,
Anh là có cái mùi rượu nữa chứ. Anh là có cái mùi rượu nữa. Cô ta sợ. Cô ta mới nói trong lòng, ma chết tôi chưa sợ mà giờ tôi đang sợ ma sống. Anh ta dẫn cô ta đi lên một cái hành lang, mùa mà trên cái hành lang đó nó trống không có người nào hết trơn á, không có ai hết. Dẫn cô ta mở cửa xong cô ta bước vô, nhìn ở phía đằng kia nó có một cái cửa, cô ta chốt cánh cửa lại, còn cái cửa ngoài á cô ta đóng lại, cài chốt, kéo cái giường á tấn ngang. Cô nói ma nó đi vô ngõ này. Cho nên cô ta tấn ngang cái cửa lại, cửa chính lại luôn. Cô ta nằm ngủ. Nhưng mà đêm đó cô ta nằm hoài không ngủ được. Mới vừa nhắm mắt xuống nghe kịch 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 kịch, trả chỗ cho tôi, trả chỗ cho tôi. Mới vừa nhắm mắt là nghe kịch kịch kịch, trả chỗ cho tôi, trả chỗ cho tôi. Mà cứ như thế cho đến nửa đêm luôn. Mà cô ta nghĩ là chắc có lẽ là mình đi mệt cho nên mình nằm ngủ nó sai phong thủy. Bởi vì cô ta lấy cái tâm niệm đó, đem xuống dưới nền gạch, cô ta xây bốn phương tám hướng luôn quý vị. Mà hướng nào cũng không ngủ được hết, cứ nằm xuống là cứ cạch cạch cạch, trả chỗ cho tôi. Nói vui vui á, cô kể lại, cô nói thầy biết hả, cái lúc đó mà con sợ đến mức độ con đi vô tới cái toilet rồi mà cũng không đi được luôn á thầy. Sợ á. Cô ta nghĩ là bây giờ cô ta suy nghĩ ở trong lòng là ở đây không có ma, không có sợ ma, không có ma, không có sợ ma, cứ niệm ở trong lòng như thế. Cứ niệm Phật thì ma nó cũng ra, mà cô ta cứ suy nghĩ ở trong lòng là bây giờ ở trong phòng này chắc chắn sẽ không có ma. Mà không có ma thì mình không có sợ ma. Mà đặc biệt có cái tiềm thức con người mình, các Phật tử mình thử, mình nhắm mắt lại suy nghĩ một cái trái cam đi. Trái cam nó cái vỏ nó màu xanh, ở bên trong nó màu vàng, nó có từng cái muối, cái hộp. Khi mà nhắm mắt mình suy nghĩ, mình nhắm mắt là xong rồi đó. Mở mắt ra các Phật tử mình, cái trái cam não mình có mất không? Trong bộ não mình trái cam vẫn còn. Mình càng nói không sợ ma thì á, cái tiếng ma này với cái tiếng sợ á, tiếng ma, tiếng sợ, sợ ma, ma sợ, 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 sợ ma, nó cứ ăn vào trong não mình hoài. Mà cái tiếng không á, nó không có vô. Cái tiếng không nó không có vô. Mà cái tiếng sợ và cái tiếng ma nó cứ ăn nhập vào trong cái não mình. Thưa với Phật tử chứ, thật sự đó là do cái lập trình của cái tâm của mình thôi. Chứ thật sự cái người cõi âm người ta gia hộ cho mình không hết, không ai phá mình cả. Và họ không đủ khả năng, đủ cái năng lực để mà nhát mình. Giống như các Phật tử đi qua những cái nhà cốt, đi qua những cái bức hình thờ, nhiều khi mình nhìn đó, tấm hình đó, hồi, cái này hồi nhỏ Lộc bị nha. Lên lau bàn thờ cốt xong rồi nhìn lại cái tấm hình, ủa sao mà cái ông này cứ nhìn mình hoài, qua đây cũng nhìn mình, và đi qua lại bên đây cũng bị nhìn mình, coi như mình đi tới đâu là ông nhìn mình tới đó. Không tin các Phật tử chút thử thì biết. Cái đó là do cái tâm của mình, do cái ảo giác của mình, chứ không phải là cái bức ảnh đó là cái dạng là tự nhiên, chứ không phải là ma mà những người chết mà họ nhát mình. Cho nên các Phật tử mình cứ an tâm, mình tu tập, mình là người đệ tử của Phật rồi, không có ma cỏ quỷ sứ nào có thể vô, chỉ sợ quỷ sứ thiệt thôi. Với quỷ sứ chết nó không có nhát mình đâu. Các Phật tử cứ an tâm, cứ niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là mọi chuyện sẽ tiêu tan hết. Cho nên thôi các Phật tử mình nghỉ nha, có gì gặp lại, chứ ngồi hơi lâu ở đau chân. Một lần nữa chúng con xin được cảm niệm công đức của Thầy Chủ Trì đã tạo cái duyên lành cho chúng con trao đổi cùng với các Phật tử. Và Đức Lộc cũng cầu nguyện hồng ân chư Phật luôn gia hộ cho các Phật tử chúng ta, thân lúc nào cũng được mạnh khỏe, tâm lúc nào cũng được bình an. Và hy vọng là có ngày gần để mà trao đổi các Phật tử tiếp nữa, được không ạ? Thôi mời các Phật tử mình đứng lên mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng bà sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thank you.